Vợ chồng có duyên từ kiếp trước hay không, nhìn năm dấu hiệu này là biết, muốn tránh cũng không được. Quý vị thân mến, trong cõi nhân sinh vô thường này, duyên phận là một điều kỳ diệu nhất của tạo hóa. Và trong cuộc sống hàng ngày, hẳn bạn cũng đã từng trải qua cảm giác đã gặp được một ai đó từ trước. Dù mới gặp lần đầu, giống như đã gặp nhau ở kiếp trước vậy. Với những người hữu thần thì chuyện luân hồi, chuyển kiếp không còn là điều gì mới mẻ và xa lạ. Tuy nhiên, vấn đề đó vẫn là điều tranh cãi đối với các nhà khoa học. Những câu chuyện nhớ về tiền kiếp của những đứa trẻ khi kể vanh vách những điều đã xảy ra ở kiếp trước đã khiến cho nhiều nhà khoa học kinh ngạc. Thế gian này, cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ ở hiện tại. Trong suốt cuộc đời của ta, ta sẽ gặp hàng nghìn người, hàng vạn loại người, và để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì lại cần phải cố gắng và cần chăm chút từ những dấu hiệu khởi phát về một mối nhân duyên trọn lành. Và để biết bạn và người đó có phải tiền duyên từ kiếp trước hay không, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Hãy Sống Khác trong video ngày hôm nay. 1. Có cảm giác như gặp lại người thân. Dù chưa quen biết, nhưng ở lần gặp đầu tiên, bạn đã thấy ở người đó một sự gần gũi đến kỳ lạ. Bạn thấy họ luôn thấu hiểu bạn, cả hai bên nhau rất tự nhiên. Người ấy chấp nhận bạn vô điều kiện bởi thấy sự an toàn tuyệt đối khi ở bên người đó. Ngay cả khi bạn không nói ra, người ấy cũng có thể hiểu hết nội tâm của bạn. Cả hai có sự kết nối sâu sắc như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí chưa biết rõ về đối phương, bạn vẫn thấy giữa cả hai có một sức hút khó cưỡng. Từ đó, bạn và người đó luôn có sự đồng cảm, thấu hiểu vô hình. 2. Ghét ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngược lại với tân duyên thì vừa mới nhìn thấy nhau lần đầu đã có cảm giác không thể vừa mắt được. Đây có thể là dấu hiệu cả hai ở kiếp trước có mối quan hệ không tốt. Người ta có thể tạm gọi đây là oan gia truyền kiếp, một loại cảm giác đặc biệt không thể hợp nhau dù chưa từng gặp gỡ. Dù có cảm giác tiêu cực này, nhưng bạn vẫn nên cố gắng giữ cân bằng, cải thiện để nghĩ rằng đây là mối oan gia không thể xóa trừ ở kiếp này. 3. Hồi tưởng. Khi gặp một người lạ, bạn bỗng có cảm giác như nhớ lại một điều gì đó không rõ ràng trong quá khứ. Những cảnh tượng bạn chưa từng thấy lại như những đoạn phim tua chậm trong hồi ức. Đây có thể không phải là cảm giác nhớ về những hồi tưởng trong kiếp trước, mà là dấu hiệu từng có mối quan hệ ở kiếp trước. 4. Bạn chia sẻ mọi thứ với đối phương. Bạn có thể chia sẻ mọi thứ với người đó một cách thoải mái và không sợ bị đánh giá. Chưa có ai cho bạn sự thấu hiểu và lắng nghe sâu sắc như vậy. Người ấy còn cho bạn cảm giác bạn quan trọng và sẵn sàng lắng nghe bạn nói. 5. Cảm giác tội lỗi hay sợ hãi. Nếu đây là cảm giác vô thức trong bạn khi lần đầu gặp gỡ, thì có thể là dấu hiệu cả hai từng có mối quan hệ từ kiếp trước. Có lẽ bạn từng mắc nợ người ấy, hoặc ngược lại, cả hai từng gây tổn thương cho đối phương từ kiếp trước, nên cảm giác tội lỗi hay sợ hãi vẫn còn tồn tại đến kiếp này. Dù vậy, nếu gặp nhau, bạn và đối phương nên cải thiện mối quan hệ này. Vâng, kính thưa quý vị, duyên nợ giữa người và người là điều chẳng ai có thể tính toán hay ngờ tới được. Chẳng hạn như, vì sao lại chỉ yêu đậm một người này mà lại không thể yêu nổi dù là nhạt nhòa với một người khác? Hay là vì sao bạn lại gặp người này vào đúng thời điểm này mà lại không phải là một người khác? Đó không chỉ là cảm xúc của con người sắp xếp mà còn là những mối duyên mà con người đó có thể nhìn thấy. Phật dạy chúng ta rằng, từ quan hệ cha con, anh em, cho tới quan hệ với tất cả mọi người, đều không ngoài bốn loại duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Nếu như không phải bốn loại duyên phận này, thì dù gặp nhau cũng không hề quen biết, và ta tạm gọi người đó là người dương nước lã, người lạ mặt chẳng quen. Ngay trong đời này, chỉ cần phát sinh quan hệ với mình, thì nhất định trong đời, quá khứ, có liên quan đến bốn loại oan nghiệt nói trên. Trong nghiệp duyên có thiện, có ác, chúng ta hiểu được thông suốt thì nhất định phải biết đoạn ác mà tu thiện.
và để có cải biến cái ác thành thiện duyên thì quý vị có thể tham khảo những điều ngay sau đây. 1. Thay đổi chính bản thân mình. Mọi thứ trên đời đều theo quy luật nhân quả, nên muốn tránh được nó thì trước tiên ta phải thay đổi chính bản thân mình trước. Hãy bắt đầu sống một cách có trách nhiệm, tránh làm những điều xấu gây họa về sau. Tích cực ăn năn sám hối những điều xấu mình đã làm. Như với nghiệp duyên thì quan trọng hơn là phải biết thay đổi quan điểm của mình về người mình yêu theo hướng tích cực hơn, biết chấp nhận các khuyết điểm của nhau. Việc này chắc khó vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhưng nếu thực sự tình yêu đủ lớn thì mọi chuyện đều có thể hóa giải. Ngay cả khi bị vướng vào nghiệp duyên sâu nặng thì con người ta vẫn hóa giải được. Nếu có những điều điều chỉnh của bản thân sao cho phù hợp với những người mình yêu, sự chân thành đóng vai trò quyết định, nếu không có sự chân thành thì tất cả cũng như không. 2. Lấy chữ nhịn làm đầu. Trong tất cả các mối quan hệ, thứ có thể làm chúng ta tan vỡ dễ nhất chính là cái tôi quá lớn. Ai cũng muốn mình đúng thì ai sẽ là người chấp nhận cái sai của mình. Yêu thương, đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng, với những đòi hỏi, mỗi người phải chấp nhận những khuyết điểm của nhau, không thể đòi hỏi một cách quá đáng, hoàn hảo về người bạn đời của mình, mà ngay cả chính mình cũng không đáp ứng được điều đó. Hãy thử tưởng tượng một bát nước nóng sẽ không thể nguội đi nếu người ta cứ thêm nước nóng vào. Con người ta cũng vậy, đã nóng giận thì thường không phân biệt được đúng sai. Vì thế những người xung quanh phải biết thông cảm, từ từ làm nguôi đi cơn giận. Chứ nếu ai cũng chấp nhận nóng giận tương tự thì hậu quả sẽ đi đến đâu? Đây cũng là một trong những nguồn cơn tạo ra nghiệp duyên mà mọi người hết sức cần tránh. 3. Tìm hiểu về nhau thật kỹ. Mọi quan hệ có tính bền vững được hay không phụ thuộc rất nhiều vào hiểu biết của cả hai về nhau. Giống như lời Phật từng nói, có hiểu thì mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết. Con người ta khi yêu thường hay quên đi điều này mà chỉ quan tâm đến cảm xúc từ trái tim. Tuy nhiên, nếu chỉ có cảm xúc thôi thì vẫn chưa đủ. Nhiều khi cảm xúc mù quáng còn dẫn con người ta đến với những việc sai trái và dẫn đến nghiệp duyên ngay trước mắt. Vì thế mỗi người khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó thì phải biết cân bằng giữa lý trí, cảm xúc và phải tìm hiểu rõ tính cách thật của nhau. Có một câu chuyện kể rằng, trước đây vào một buổi nhá nhem tối, có một vị hòa thượng già trên đường trở về chùa thì đột nhiên sấm sét đùng đùng kéo đến. Gió thổi mạnh, mưa như chút nước mà mưa mỗi lúc một to hơn. Mưa nặng hạt và có vẻ không thể tạnh ngay được. Vị hòa thượng có chút sốt ruột, nhìn xung quanh và thật may ở gần đó có một trang viên rất rộng lớn. Hòa thượng lập tức chạy cấp tốc tới trang viên để xin trú mưa một đêm. Trang viên rộng lớn là vậy, đám người hầu canh giữ cổng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền mở cửa, nhìn vị hòa thượng lạnh lùng nói. Ông chủ nhà tôi từ trước đến nay không có duyên với tăng nhân đâu, tốt nhất là ngài nên tìm nơi khác và tránh chú đi. Vị hòa thượng già nói với vẻ khẩn cầu, mưa to như thế này, quanh đây lại không có một cái nhà nào cả, xin ngài cho phép tôi được trú mưa nhờ ở đây một đêm. Người hầu nói, tôi không thể tự tiện quyết định được. Ông hãy đứng ở đây đợi tôi vào hỏi ý chủ xem ý ông ấy như thế nào. Người hầu nói xong liền chạy vào trong nhà xin ý kiến của ông chủ. Một lát sau, anh ta chạy ra ngoài rồi nói, ông chủ của chúng tôi không đồng ý đâu. Vị hòa thượng già đành thỉnh cầu, vậy xin phép cho tôi nghỉ ở mái hiên này tạm một đêm được không? Nhưng người hầu của trang viên lớn kia vẫn lắc đầu cự tuyệt. Cuối cùng, vị hòa thượng già đành hỏi anh ta, chủ nhân của trang viên này là ai rồi? Rồi hòa thượng mặc cho mưa gió, sấm chớp đùng đùng, toàn thân ướt đẫm mà chạy về chùa. 3 năm sau, ông chủ của trang viên này lấy một người vợ hay. Người vợ hay này muốn đến chùa thắp hương cầu phúc. Ông chủ vì chiều lòng vợ nên cũng đồng ý đi cùng. Khi vừa đến chùa, ông chủ trang viên nọ nhìn thấy ngay tên họ của mình được ghi trên một tấm bảng đặt ở nơi dễ dàng nhìn thấy. Trong lòng ông ta buồn bực, ông bước vào sân chùa hỏi một vị tiểu hòa thượng đang quét sân, rồi hỏi đầu đuôi ngọn ngành. Vì sao tên của mình lại ghi ở đó? Tiểu hòa thượng vừa cười vừa nói, đây là do sư trụ trì của chùa chúng tôi ghi lại cách đây 3 năm trước.
trong một lần thầy đội mưa to trở về, nói rằng trên đường đã gặp một vị tên là như vậy. Vị này với sư trụ trì của chúng tôi không có thiện duyên, cho nên sư trụ trì đã ghi tên của vị đó trên tấm bảng trường thọ, bổng lộc chức quyền. Đồng thời mỗi ngày trong lúc tụng kinh, sư trụ trì cũng cầu xin công đức cho vị đó và hy vọng rằng có thể cùng vị này hóa giải oán duyên, có thêm chút thiện duyên. Ông chủ trang viên lớn nghe thấy sau những lời này thì lập tức nhớ ra, trong nội tâm cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Về sau, ông chủ trang viên này luôn thành kính công đức, nuôi dưỡng nhà chùa, cũng thường xuyên đến hương khói quanh năm. Và đặc biệt hơn, mỗi lần nhìn thấy ảnh xưa của vị trụ trì, ông chủ trang viên lớn không kìm được nước mắt. Vâng, người xưa vẫn nói nhân quả vô định. Người nhân tử, người có lòng yêu thương, người có lòng từ bi thì họ chọn đời chọn kiếp, tuyệt đối không có oan gia đối đầu. Lời nói này phải hiểu thế nào cho đúng đây? Oan gia đối đầu đương nhiên là có, nhưng trong lòng họ xác thực không có tâm địa thanh tịnh từ bi. Cho dù là oan gia đối đầu thì họ cũng là chân thành ái hộ với oan gia. Mà khi thấy người có khó khăn, nhất định nhiệt tâm và giúp đỡ, không có ghét bỏ. Làm người như vậy thật sự rất hậu phước về sau. Cho dù đời trước chúng ta không có phước, phước rất mong manh. Nếu như cả đời có thể tin tưởng đạo lý của Phật giáo, làm việc chăm chỉ nỗ lực thì ngay trong đời này phước báo liền hiện tiền ngay trước mắt.